Hù. Hello, xin chào mừng các bạn lại đến với một clip review mới đến từ AB Shop. Mình là Hiếu đến từ AB Shop. Thì nói chung là hôm nay đáng lẽ là mình không có làm review bởi vì nó hơi bị nhiều một xíu, bởi vì bữa mình đã có đập hộp con tản nhiệt nước của Deepcool rồi. Thì sáng nay đã cũng làm livestream với lại bạn Yuri. Nếu như mà các bạn chưa có coi cái clip mà livestream của Yuri với mình thì các bạn có thể lên trang fanpage của bên mình để có thể coi. Thì tại sao nguyên nhân hôm nay mà mình lại làm một cái clip review như vậy? Bởi vì sáng nay á thì bên mình mới nhận được bé này về. Và đây. Các bạn có thể thấy đây cũng chỉ là K65 bình thường thôi, nhưng mà các bạn hãy để ý chữ này, đó là chữ Lux. Một dòng bàn phím mới đến từ cọc xe thương hiệu của Mỹ. Rồi thì coi xem nào, để coi Lux nó khác gì với lại những phiên bản cũ. Bởi vì theo mình được tìm hiểu, bên mình xem có thể xem ở trên các trang web của cọc xe thì đã thấy được cái phiên bản Lux nó rẻ hơn tới 10 đô so với phiên bản bình thường. Thì sau đây mình sẽ gỡ ra tiến hành để unbox cũng như là review cho các bạn xem. K65 RGB hiện tại là Red Switch bản Lux mới nhất. Thì giá bán tại Việt Nam thì vẫn chưa có giá chính xác, nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ cập nhật giá sớm thôi. Bởi vì xung quanh box được thiết kế cũng khá là giống như những cái bàn phím cọc xe các bạn hay thấy, nên mình cũng chỉ cho các bạn thấy sơ qua thôi chứ không có nói kỹ về nhiều. Đây, mình sẽ mở ra. Trong đây sẽ là một chiếc hộp giấy để cố định bàn phím. Ok, rồi mới mở ra thì chúng ta có thể thấy được chiếc bàn phím K65 cực kỳ nhỏ gọn. Sở dĩ mình chọn K65 Lux để làm review cho các bạn á, thì tại vì có một số bạn nói chung là cũng hỏi về K65 rất là nhiều, thay vào đó là K70, K95. Nên thôi thì mình lấy con K65 này về làm cho các bạn xem kỹ về những hình ảnh chi tiết của em nó luôn. Một thương hiệu bàn phím cọc xe nổi tiếng, và cũng đây cũng chính là chiếc bàn phím cũng khá là làm nên tên tuổi cọc xe. Như bạn có thể thấy ở bên hông là có bộ keycap của cọc xe tặng kèm. Thì đa số những cái bàn phím như là Strep hoặc là K70, K65 đều sẽ có tặng kèm một bộ keycap giống như thế này, để cho game thủ vừa chơi game MOBA vừa chơi game FPS. Bởi vì nó có bo một cái vòng cung, khi mà bạn để tay lên phím các bạn không bị chệch ra bên ngoài. Này thì hướng dẫn sử dụng. Này thì là warranty against defect hả? Nghe là tờ giấy để xem để kiểm chứng bảo hành. Này thì hướng dẫn sử dụng, nếu mà các bạn không biết sử dụng bàn phím thì các bạn có thể đọc hướng dẫn sử dụng. Cùng với đó là cái kê tay huyền thoại mà bàn phím đa số các bàn phím của cọc xe đều có luôn. Nó khá là chu đáo. Sẽ để hộp qua bên, để nhân vật chính lên đây. Rồi ok, mình thì mình rất là thích cọc xe. Mình thì ở nhà hiện nay mình cũng thực sự là đang có full bộ gear của cọc xe luôn. Để có gì bữa nào có thể rảnh mình có thể chụp hình khoe cái góc, hoặc là quay một cái clip nhỏ để khoe cái góc gaming của mình lên bạn xem. Ôi, chạy qua một bên rồi. Ok, sorry nha các bạn, đang sạc, vừa sạc điện thoại vừa quay. Rồi thì các bạn có thể nhìn thấy đây chính là hình ảnh của chiếc bàn phím K65 RGB Lux mới ra lò. Một số bạn sẽ không biết được, khi mà bàn phím K65 về Việt Nam thì hiện nay chỉ có hai loại switch thôi. Switch đầu tiên là Rapid Fire, là loại switch mới ra lò cách đây cũng chỉ được vài tháng. Cùng với đó là Red Switch chứ không có brown hoặc không có blue. Còn đối với bản K70 thì blue thì mình vẫn chưa nhận được thông tin, nhưng mà có hai bản chính đó là red và bản brown rồi. Thì hiện nay mình sẽ lấy bản red về review cho các bạn. Rồi như bạn cũng có thể thấy đây, đó chính là cái clear switch. Clear switch mình cũng đã nói đặc điểm ở rất là nhiều video trước rồi, đó chính là khi mà đèn led hiện lên nó hiện ra xung quanh. Nếu mà bạn nào chưa coi, các bạn có thể xem lại những cái video trước mà bên mình đã có làm. Dây hiệu bọc lưới rất là chắc chắn. Rồi, đây mình sẽ mở ra.
Bề mặt nữa, cho một số bạn chưa biết á, thì bề mặt của các dòng K65, K70, K95 của cọc xe đều được là kim loại hết, đều được ốp kim loại hết. Thay vào cho bản strap thì là strap thì là ốp nhựa. Ok, mình sẽ gắn vào. Rồi, ok, đây. Này thì hình như là nó nhận cái K65 cũ của mình. Nó sẽ chỉnh lại cho Rainbow. Thì có rất nhiều. Đây, các bạn sẽ thấy. Ủa, chết lộn. Mình chỉnh nhầm vào cái bàn phím của mình. Đó, thì như các bạn có thể thấy thì dòng đối với dòng đèn của các loại bàn phím của cọc xe có rất 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 là nhiều profile để mình có thể chỉnh màu khá là đẹp. Thì đây như các bạn có thể thấy là màu đèn nhìn cũng khá là đẹp, thì mình sẽ tắt bớt một bóng đèn, bớt hai bóng luôn đi. Đó, thì bạn có thể thấy rõ được màu đèn của K70 nhìn rất là nổi bật, nhìn rất là đẹp. À, thì đây là chỉ là một cái ví dụ nhỏ trong cái profile thôi. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm, các bạn có thể ghé trực tiếp tại Apple Shop để tìm hiểu thêm. Đèn lên. Cùng với đó thì đây là những phím multimedia, phím tăng giảm âm lượng, phím tắt âm lượng, phím chỉnh độ sáng và phím lock window. Rồi, sự khác biệt để mình xem nào. Rồi, đối với bàn phím K65 Lux sẽ có thêm cả hub USB ở trên này, cùng với đó là một bộ chuyển profile. Khi mà bạn chuyển profile như thế này có nghĩa là giống như là, thật sự mà nói thì nó cũng khá là giống như là chuột. Bạn có thể chuyển profile mà bạn thích. Nó đang chỉnh chuyển profile liên tục. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn chỉnh một cái màu sắc mà bạn yêu thích. Sau rồi bạn để cho một cái profile nào đó, ví dụ như là bạn chơi game FPS, bạn để profile 1, bạn chơi MOBA, bạn để profile 2, thì bạn có thể gắn cái khớp ở trên đây. Cùng với đó là có thêm cả hub USB để cho các bạn sử dụng thêm những cái tính năng, ví dụ như bạn xài tai nghe Void, bạn có thể dùng cái hub này để đảm nhiệm vai trò là gắn cái hub USB Void lên, khá là hợp lý. Đây là cái kê tay, khi mà để kê tay lên thì nhìn cũng khá là đẹp và chất. Thì kê tay của K65 nó là một lớp dạng có phủ cao su. Nó giống như là con silicone rubberized đó. Kẹt nó vào. Rất chất lượng dành cho một bàn phím TKL đến từ nhãn hàng cọc xe. Thì hiện nay đối với bản K65 thường thì bản K65 thường là giá theo mình nhớ là 3 triệu 250 ngàn. Đó là dành cho bản đúng rồi, bản MX-Speed, có nghĩa là bản cái switch mà switch silver, bên mình nói là switch silver á. Còn đối với bản Lux này thì mình tham khảo giá ở thị trường nước ngoài và trên cả trang chủ cọc xe luôn, thì giá nó giảm 10 đô so với cái giá gốc của cái con ban đầu, nên không biết là sau khi con này ra mắt thì giá nó có giảm hay không, hay là về thị trường Việt Nam nó sẽ có khác biệt gì. Thì mong là các bạn sẽ luôn cập nhật trên AB Shop, trên fanpage cũng như là trên YouTube, thì bên mình sẽ cố gắng thông báo giá cả sớm nhất và bên mình sẽ có được những cái thông tin về con Lux này, các dòng Lux giống như là K70, K65 Lux thì khi nào được bán ra, bên mình sẽ có những thông báo cụ thể hơn ở trên Facebook. Rồi thì clip review đến đây là hết rồi, thì mong là các bạn tiếp tục ủng hộ mình làm những clip khác. Thì mình đã có trò chuyện với sếp An, thì bên mình sẽ cố gắng sử dụng những phần mềm, ví dụ như cắt ghép clip cũng như là chỉnh sửa clip sao cho đó clip nó nhìn nó chuyên nghiệp hơn một xíu, thì sau này sẽ không còn phải thấy cái cảnh mà mình để cái bàn tay giống như vậy nữa. Và nếu mà mình rảnh thì mình sẽ quay lại một cái clip ngắn để đăng lên Facebook để khoe cái góc gaming của mình vậy ha. Ok, bye bye.